Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Hi, xin chào anh em, trở lại với channel Trảm Game. Và trong clip này, em sử dụng 6.000 quân huy để quay video pháo hoa cho anh em test thử ở cái vé bùa này nhé. Đương nhiên rồi, lần này chúng ta có bộ trang phục mới toanh đón Tết. Pháo hoa neon. Wow, thật đẹp đúng không nào? Cái bộ trang phục này còn kèm theo chính là cái khung neon tuyệt sắc của vai ô nha các bạn ơi. Ở trong đợt vé bùa này còn có cả vai ô nữ hoàng pháo hoa cho anh em cơ. Và đây chính là bộ trang phục mà chúng ta sau khi vé bùa thành công. Giới thiệu một chút về bộ trang phục trước khi chúng ta quay thử cho anh em biết nhé. Cách tân truyền thống. Wow, đẹp quá. Mình thích cái màu này anh em ạ. Mình thích cái màu này hơn là cái vải ô pháo hoa kia. Rất đẹp luôn ạ. Wow, sexy quá. Anh em đừng quên rằng cái bộ trang phục này là bộ trang phục chỉ ra trong dịp Tết thôi nhá. Các bạn mà lần này không tham gia là sau đó không còn cơ hội đâu. Đây rồi. Tại vì ID tạm thời là rời khỏi cái vé bùa, nhưng mà sau vài ngày bộ trang phục này tạm ngừng bán ấy, thì chúng ta lại trở lại với ID mà thôi. Chứ vậy anh em nào muốn có được bộ trang phục này, mau mau nhanh tay nhé. Nói chung thì hiệu ứng vậy thôi, đó chính là hiệu ứng của pháo hoa. Và chúng ta được thay đổi màu sắc rất đẹp luôn ạ. Anh em đánh giá sao về bộ trang phục này? Theo em thì nếu anh em nào muốn sưu tập hoặc là muốn có bộ trang phục tuyệt vời và lạ mắt ấy, thì đừng bỏ qua cơ hội đấy nhá. Ok, chúng ta trở lại với nội dung chính của clip, đó chính là gì? Đó chính là test cho anh em về cái vé bùa Tết. Tại sao gọi là vé bùa Tết? Tại vì sau khi Tết và sau khi vài ngày chúng ta mở bán đấy ạ, đến 26 đến 28 thôi các bạn ơi, chúng ta chỉ có 2 ngày thôi ạ. Sau 2 ngày này, vai ô pháo hoa này ông sẽ được khóa lại và đợi thông báo tiếp theo. Và khi đó ID sẽ trở lại với vòng quay chúng ta. Ý lộn, vé bùa nhé. Chúng ta sẽ sử dụng một cái loại giấy riêng để mà quay. Nếu anh em có giấy bậc S ạ, có thể đổi được nhá. Tỷ lệ là 1-1. Đời vào vai ô đây à? Pháo hoa đi ông ạ. Đá pháo hoa để làm gì ta? Chắc là để đổi các bạn ạ. Ok, chúng ta bắt đầu ngay nhé. Holy shit. Phải cần đến tận 500 cái đá này để mà đổi đấy thẳng cái bộ trang phục các bạn ơi. Sẽ là nhân quả để mà đổi được cái bộ trang phục này thực sự không thấm cho lắm. Rất nhiều đá luôn ạ. Thẻ đổi tên và rất nhiều ruby. Mình không hiểu tại sao người ta có thể cho mình nhiều ruby vậy ta. Kinh dị luôn ạ. Anh em chú ý nhá. Mình hiện tại thì chỉ có bao nhiêu đây? Chỉ có 3.000 ruby thôi. Các bạn đợi xem là chúc mình có bao nhiêu ruby nhá. Có thể nói đây là một cái vòng quay để mà cày ruby và thẻ giảm giá. Mà cái thẻ giảm giá rất chết tiệt các bạn ạ. Cái trang phục nào mà giá 200 quân huy hay là 250 quân huy nó không tác dụng. Nó chỉ trừ quân huy cho anh em khi anh em mua các trang phục từ 300, 400 trở lên mà thôi. À đây rồi, 500 mới đổi được ạ. Wow, rất là đắt giá luôn. Anh em đừng quên để lại một like, share video và đăng ký kênh nhé các bạn ơi. Nhất định cái clip test này cho anh em sẽ cực kỳ có ích, đặc biệt là anh em nào đang cần và muốn quay cái bộ trang phục này để mà thử vận may, hoặc là muốn tìm một chút nhân quả xem cái lượng nhân quả của bạn ra sao để mà có thể nhận được cái bộ trang phục này nhá. Ý lộn, nhân phẩm chứ và nhân quả nhá. 5.600 ruby rồi các bạn ơi. Cái lượng ruby của mình đang tăng trưởng chóng mặt luôn. Trời ơi, mãi chưa thấy các bạn ạ.
toàn thể giảm giá với lại rất nhiều vé quay luôn ạ. Thề với anh em luôn là rất là nhiều vé quay. Trời ui, toàn ruby thôi ạ. Riêng tặng trận tướng, ok, từ một tướng nha. Ok, tiện đây thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái shop hàng, đó chính là choac.vn nhá. Và ở trong clip này mình sẽ làm cái event ở trên shop hàng choac.vn này, thì các bạn có thể vào nhận nick hoặc là test nick nhé. Sẽ có hai nick dành tặng cho anh em, chứ vậy anh em đừng quên tham gia nhá. choac.vn, mình có để link ở phần mô tả, nếu các bạn nào có nhu cầu mua nick có thể lên và thử kiểm tra nhé. Ok, chúng ta trở lại với clip thôi. Sau một thời gian tiêu 6.000 vân huy, chúng ta cảm giác là hơi thốn rồi, khi mà nhận lại được thì chẳng là bao, toàn là vé quay có báo thôi. Chúng ta làm thử một cái ở bên Vai ô nữ hoàng pháo hoa nhé các bạn ơi. Tiếp tục là rất nhiều vé quay và các dương mảnh khác nhau. Coi nào, coi nào, 1, 2 bạn. Hoa đây rồi các bạn ơi, Vai ô nữ hoàng pháo hoa. Ôi dồi ôi, tưởng gì nê ông thì kiếm khó, nhưng mà nữ hoàng pháo hoa thì không khó một chút nào các bạn ạ. Các bạn đừng quên rằng nữ hoàng pháo hoa chúng ta có chút sửa đổi nhé. Ok, chụp cái bức ảnh cho nó kỷ niệm nào các bạn ơi, kỷ niệm đẹp nào, quá tuyệt vời đúng không nào. Đây chúng ta cùng xem vai ô nữ hoàng pháo hoa chúng ta nào. Ủa sao chưa có ta. Uầy uầy uầy, đi đâu rồi ta? Không thấy các bạn ạ. Hay là ở trong đường đồ ta? À đây rồi, trời ơi gì đây. Nhận trang phục vai ô. Một là nhận, hai là đổi sang 200 đá nha các bạn ơi. Đâu thì coi nào. Đổi đá trang phục đi rồi. 500 thì được pháo hoa neon này, 250 thì được vai ô. Chúng ta đang có 122 trong khi tiêu đi gần 5.500 nguyên huy rồi. Như vậy là anh em nếu mà quay được tận hai cái trang phục đó chính là nữ hoàng pháo hoa, thì các bạn có cơ hội nhận được cái bộ trang phục neon thì rất là đơn giản thôi. Khó khăn vậy ta. Mình rất là đẹp trai ở trong cái khoản đó chính là quay nữ hoàng pháo hoa, nhưng mà xem ra quay ở phần pháo hoa neon này thực sự gần cạn tiền rồi các bạn ơi. Thực sự luôn. Hết tiền rồi. Trời đất. Sạch sạch rồi các bạn ạ. Cạn luôn 6.000 quân huy thì chúng ta đổi lại được rất là nhiều ruby. Trong đấy có 8.729 nhá, đây rồi. Chắc chúng ta sẽ chọn tạm bên nữ hoàng pháo hoa các bạn ơi. Chứ bây giờ đổi ra đá cũng chẳng đủ dùng luôn. Sợ thật đấy. Đây, tận 500 cơ ạ. Bạn có thể sử dụng giấy cuộn bậc S để mà đổi sang nhá. Chán quá các bạn ơi. Vậy là chúng ta chỉ thu hoạch được có pháo hoa kia thôi. Chắc chút tôi phải nạp thêm để mà quay thử các bạn ạ. Kinh dị thật đấy. 128 đá sau khi tiêu xong tầm 6.000 quân huy. Chúng ta lựa chọn nữ hoàng pháo hoa thôi. Dùng tạm bộ này đi các bạn ơi. Mặc dù không phải là pháo hoa đi ông, nhưng mà nó cũng đẹp chẳng kém gì cả. Đấy, chúng ta có rương chọn tướng 1/12 đây. Chúng ta sẽ lựa chọn Liliana đi. Xem ra không đến mức độ gọi là quá tệ đâu nào anh em. Ít ra còn có một chút gì đấy cho chúng ta vân vét một chút. Lindit này. Khá là khó khăn các bạn ạ. Rất nhiều điệu nhảy cho anh em lựa chọn. Frat, Murat, Natalia, Mina. Đây rồi. Zanny thì nhà điều thuyền thì sao ấy. Mình không nhớ chắc cho lắm. Tận 58 vé quay ạ, trời ơi. Tiêu 6.000 quân huy chúng ta nhận được 58 vé quay. Và rất là nhiều ruby cùng thẻ thử khác. Cái gì này, nó không trừ các bạn ạ, nó không trừ cho mình. Bạn lại khôn thế nhỉ.
mấy thẻ giảm giá của nó thì chỉ cho áp dụng cho đối với các trang phục nó thuộc dạng là 400-500 quân huy thôi. Còn một trang phục mà 200 quân huy ấy, người ta không trừ cho mình luôn. Ok, và chúng ta đó chính là sắp hạc cho hạc.vn nhé các bạn ơi. Ở trên này mình sẽ test cho anh em một chút và mua một vài cái nick để cho anh em xem nhé. Ở trên này các bạn có thể tùy chọn và mua cho mình các nick theo từng giá khác nhau. Đương nhiên rồi, nếu các bạn muốn thử một chút vận may thì các bạn có thể tham gia vận may 9k, 15k hoặc là 25k. Nhưng mà lưu ý cho nhé, đó là chơi random là phải chấp nhận hên xui, chứ không phải là mua là 100% nhận được đâu. Nhưng các bạn muốn 100% nhận được, các bạn phải mua thẳng tài khoản. Còn mua random nó là xác suất, chẳng khác như là các bạn đi đánh đề hay là đánh lô mà thôi. Sau khi các bạn mua xong, các bạn thì vào cái phần tài khoản vừa mua để mà check và test thử nhá. Vừa rồi thì mình có mua cho anh em vài cái nick và chúng ta cùng check ngay bây giờ nhé các bạn ơi. Let's go. Đây rồi, ngày 26 tháng 1 thì mình vừa mua xong, đó chính là 8 cái nick để cho anh em cùng check nhá. Khá là ngon đúng không nào? Ngoài ra, mình sẽ tặng thêm cho anh em 2 cái ạc. Anh em chỉ cần tham gia đúng các luật mà mình sẽ đề ra sau đây thì hai bạn chuẩn nhất, chính xác nhất và nhiều like bình luận nhất sẽ nhận được 2 cái ạc này nhé. Bạn vé bùa tích không và bạn tốn bao nhiêu quân huy rồi? Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.